tử vi sao rằm tháng 7 âm lịch, tuổi canh tuất, sinh năm 1970, có thực thần che chở hứa hẹn nhiều tin vui về tiền bạc. Xem tử vi tuổi canh tuất 1970 tử vi sao rằm tháng 7 âm lịch, có thể nói đây là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với bản mệnh. Không gặp phải biến cố gì trong cuộc sống, hơn nữa sự nghiệp cũng như công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công. Có thể nói, đây là thời điểm thu hoạch sau khoảng thời gian dài cố gắng từ thời gian trước đó. Tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi canh tuất sinh năm 1970 trong năm 2024. Người tuổi canh tuất sinh năm 1970 hay còn gọi là tự quan chi cẩu, tức là chó nhà chùa, dương mạng tuổi âm, 55 tuổi, sinh từ 6 tháng 2 năm 1970 đến 26 tháng 1 năm 1971, ngũ hành bản mệnh, thoa xuyến kim, tướng xương xương con chó tướng tinh con cáo. Canh Tuất sinh năm 1970 không nạp âm hành kim do can canh, kim ghép với chi tuất thổ. Ta có thổ sinh nhập kim, chi sinh can, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa, tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn ít gặp trở ngại trên đường đời. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh. Canh Tuất có nhiều kim tính trong tuổi, khi kim vượng hay suy thiếu chất hỏa kiềm chế các bộ phận như phổi, ruột dễ bị suy yếu khi lớn tuổi canh tuất thuộc mẫu người sắc sảo quyền biến cứng rắn độc đoán nên dễ trở thành độc tài khi nắm quyền trong tay mẫu người sống khép kín ít cởi mở nên cô đơn trong hành động cũng như trong tình cảm đặc tính của canh 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 cô màu quả thêm tính chất của chi tuất là đa năng trực tính phần lớn sớm xa gia đình tuổi canh tuất là những người nhân hậu tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình những người này coi trọng danh dự và chữ tín một khi đã hứa tuổi canh tuất nhất định sẽ thực hiện canh tuất là những người sống ngay thẳng thật thà và tốt bụng họ không bao giờ vì tiền tài vật chất địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình dù làm việc gì tuổi canh tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng tập thể trên đường đi nếu thấy người khác gặp khó khăn tuổi canh tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội thế nhưng đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện bảo thủ nếu thấy việc làm của người khác là sai trái tuổi canh tuất sẽ không vội vàng trách móc to tiếng họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ đánh giá đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh thấu tình đạt lý họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn lời tâm sự đồng cảm với khó khăn của người khác bởi vậy tuổi canh tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý tin tưởng nam mạng canh tuất không phải tuyết người ưa nịnh nọt mềm mỏng để lấy lòng người khác một khi đã nảy sinh xung đột với một người khác họ sẵn sàng phản ứng lại một cách vô cùng mạnh mẽ nhưng khi đã qua rồi thì họ cũng là người không bao giờ để bụng đây là một người có tấm lòng bao dung song họ cũng là người tồn tại nhược điểm đó chính là thiếu lòng tin đối với người bên cạnh mình với họ không một ai có thể lấy được niềm tin trọn vẹn của họ cả họ sẽ luôn đặt dấu chấm hỏi với tất cả những gì xảy ra xung quanh mình dẫu biết rằng họ có thể có được tất cả nhờ đôi bàn tay của mình nhưng trên hành trang của mình nếu canh tuất biết trang bị thêm sự tự tin thì chắc chắn họ sẽ gặt hái được rất nhiều sự thành công rực rỡ họ cũng là những người coi trọng gia đình luôn đặt vai trò của gia đình lên hàng đầu chính vì thế họ sẽ là điểm tựa đáng tin cậy cho người bạn đời của mình. Nhìn chung phải bước vào giai đoạn trung vận cuộc sống của người canh tuất mới thực sự có nhiều khởi sắc. Nữ mạng tuổi tuất 1970 thường có số kiếp khổ trước sướng sau. Từ nhỏ đến lớn cuộc đời có nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên càng trưởng thành, hậu vận sẽ được cải thiện rất nhiều. Nữ mạng thường có vận may về con cái, sống an nhàn và hạnh phúc về già. Theo tử vi, Tuổi Tuyệt 1970 nữ mạng có sức khỏe rất tốt và thường thọ từ 80-92 tuổi. Về tổng thể, bước sang năm Giáp Thìn, tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất sinh năm 1970 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi bản mệnh phải chịu tác động nặng nề của cục diện Xung Thái Tuế. Gia chủ cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình, để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Tổng quan tử vi tuổi canh tuất 1976 rằm tháng 7 âm lịch. Xét về đề chi, tuất gặp thân không xung phạm, đa phần công việc có sự mở mang, thay đổi thêm nhưng khá vất vả, nên tiến hành mọi việc chậm nhưng chắc chờ vận khí lên gặp thời mới mong đổi vận càng về cuối các khí càng vượng nên chủ động nắm bắt cơ hội thận trọng trong hợp tác hùng hạp làm ăn kẹo xảy ra xung đột vì lợi ích dẫn tới kiện tụng pháp luật tiền bạc cũng có phần mở mang thêm bản mệnh có thêm nguồn thu nhập khác chứ không chỉ phụ thuộc vào một nguồn cố định xét về thiên can canh kim gặp nhâm thủy là thực thần canh tuất có thực thần che chở hứa hẹn những tin vui về tiền bạc Việc kinh doanh, buôn bán vẫn thu lợi đều đều. Người làm công ăn lương cũng có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tử Vi sau rằm tháng 7 âm lịch tuổi canh tuất âm lịch chỉ ra rằng, các vấn đề trong lĩnh vực cá nhân đều trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Nhìn chung, cuộc sống của bản mệnh đã dễ thở hơn nhiều so với những tháng trước đây. Sau rằm tháng 7 âm lịch, nhiều người tuổi này có thể nhận được tin vui liên quan đến sự phát triển bản thân nhận được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh hung tin xuất hiện dự báo có điềm tiểu nhân quấy phá lúc này bản mệnh cần ý thức rằng không phải mình đối xử tốt người ta sẽ đáp lại điều tương tự hãy vui vẻ giúp đỡ họ và đừng quá kỳ vọng gì nhiều nếu bản mệnh biết biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ thành không có gì thì bản mệnh sẽ bớt đi việc lo nghĩ nếu không thường xuyên stress sẽ gây hại cho sức khỏe vấn đề ở trong suy nghĩ của chính bản mệnh mà thôi Tử vi tuổi canh tuất 1970 sau rằm tháng 7 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tuổi canh tuất 1970 sau rằm tháng 7 âm lịch về phương diện sự nghiệp, tam hợp xuất hiện củng cố cho những nỗ lực của bản mệnh trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Nhiều người được nhận thưởng nhờ sự chăm chỉ và xử lý vấn đề khá khôn ngoan. Tuy nhiên vẫn có một số chuyện sẽ gây áp lực cho người tuổi canh tuất, khiến bản mệnh nghĩ ngợi, căng thẳng. Đừng để những chuyện đã qua quấy rầy mình, nếu không bản mệnh sẽ mệt mỏi và có xu hướng lặp lại sai lầm. Cần chuẩn bị tâm lý khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm công việc, nên tìm kiếm cộng sự nếu có thể. Điều quan trọng là đón nhận sự giúp đỡ và sẵn sàng giúp đỡ người khác, bởi đó là con đường hai chiều. Phương diện tài lộc. Xem tử vi tuổi canh tuất 1970 sau rằm tháng 7 âm lịch về phương diện tài lộc đây là cơ hội để bản mệnh cải thiện tình hình không thuận lợi tìm kiếm cơ hội đảm nhận phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực sự thay đổi tích cực giúp bản mệnh giải quyết các vấn đề còn tồn động trong công việc duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể bản mệnh chỉ cần tập trung vào vấn đề tài chính xem xét liệu thu chi có cân đối và hài hòa không hứa hẹn khi bản mệnh làm tốt những việc trên sẽ mang đến một số tin vui về tiền bạc nhưng cũng cần nhắc nhở bản mệnh lập kế hoạch chi tiêu hợp lý hình thành thói quen tiết kiệm bản mệnh có thêm năng lượng và sự tự tin để giải quyết mọi áp lực một cách có trật tự tìm kiếm cảm giác an toàn cho bản thân thông qua các mối quan hệ bản mệnh cũng có thêm cơ hội kiếm tiền những người đang học hành nghiên cứu có vận may cơ hội thăng tiến tốt phương diện tình duyên Xem tử vi tuổi canh tuất 1970 sau rằm tháng 7 âm lịch về phương diện tình duyên, nhờ có tam hợp mà vận trình tình cảm của canh tuất có một tháng mới rất rực rỡ. Người độc thân vui vẻ hơn trong các cuộc gặp gỡ, hẹn hò, nhờ thế mà bản mệnh cân nhắc rõ hơn việc ai có thể cùng mình chung đôi. Những cặp đôi thời gian này đang trải qua giai đoạn khá hài hòa, vui vẻ, hai người sẵn sàng cùng nhau ngồi lại bàn tính các kế hoạch tương lai và từng bước nỗ lực thực hiện bản mệnh cũng có thể tháo gỡ được những tình trạng khó khăn về cảm xúc, giải quyết xung đột trong quan hệ cha mẹ con cái, gia đình. Nên điều chỉnh thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để tránh mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Phương diện sức khỏe Xem tử vi tuổi canh tuất 1976 rằm tháng 7 âm lịch về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của bản mệnh thời gian này không được tốt cũng chỉ vì bản mệnh lơ là, chăm sóc cơ thể mình có thể vì cố gắng đạt các mục tiêu khác trong cuộc sống nên bạn đã bỏ bê việc cải thiện sức khỏe. Không những thế, ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh gây hại sức khỏe, lúc này bản mệnh nên cố gắng sắp xếp lại công việc để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Thời tiết mùa này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bản mệnh khi mà thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bản mệnh nên lưu ý hơn trong việc tạo độ ẩm cho môi trường sống của mình nhé. Ngoài ra, để giải tỏa căng thẳng thì cũng đừng quên dành thời gian sắp xếp lại không gian sống của mình nhé một không gian ngăn nắp sẽ đem đến sự thoải mái trong tâm trí thực hiện thói quen dọn dẹp đơn giản nhưng lại mang tới hiệu quả không ngờ đấy nhé cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý anh chị và các bạn để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh. Quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.